Bố tôi bị ung thư amidan di căn sang vòng họng giai đoạn 4, hiện đang điều trị hóa xạ trị được 1 tuần tại bệnh viện ca. Vậy nên kết hợp bài thuốc nào từ cây xạ đen để cho ông sắp uống ạ? Chào bạn, ung thư amidan ngoài điều trị bằng các phương pháp hóa trị liệu thì bệnh nhân vẫn có thể sử dụng kết hợp thêm cây thuốc nam để hỗ trợ cho việc điều trị bệnh. Cây xạ đen là một trong những vị thuốc cho bệnh nhân bị ung thư, kể cả đối với những bệnh nhân bị ung thư amidan. Ngoài dùng cây xà đen thì bệnh nhân nên kết hợp sử dụng thêm các vị thuốc như là cây bán chi li, cây bạch hoa xà thiệt thảo và cây an xoa để sắp uống chung bạn nhé. Bạn hãy liên hệ với chúng tôi theo số hotline bên dưới để được hỗ trợ thêm ạ.